Bài tập trắc nghiệm Đề cương môn giáo dục kinh tế pháp luật lớp 11 Biên soạn theo sách giáo khoa Kết nối tri thức Bài 4 Thất nghiệp Một nhỏ Khái niệm thất nghiệp và các loại hình thất nghiệp A nhỏ Khái niệm Thất nghiệp là tình trạng người lao động mong muốn có việc làm nhưng chưa tìm được việc làm B. Các loại hình thất nghiệp thất nghiệp được phân loại như sau phân loại theo nguồn gốc thất nghiệp thất nghiệp tự nhiên là biểu thị mức thất nghiệp bình thường mà nền kinh tế phải chịu luôn tồn tại trong xã hội bao gồm các dạng thất nghiệp tạm thời là thất nghiệp phát sinh do sự dịch chuyển không ngừng của người lao động giữa các vùng các loại công việc hoặc giữa các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống thất nghiệp cơ cấu là thất nghiệp gắn liền với sự biến động cơ cấu kinh tế và sự thay đổi của công nghệ, dẫn đến yêu cầu lao động có trình độ cao hơn, lao động không đáp ứng yêu cầu sẽ bị đào thải. Thất nghiệp chu kỳ là thất nghiệp tương ứng với từng giai đoạn trong chu kỳ kinh tế. Thất nghiệp chu kỳ ở mức cao khi nền kinh tế suy thoái, thất nghiệp chu kỳ ở mức thấp khi nền kinh tế mở rộng. Phân loại theo tính chất có các loại thất nghiệp sau: thất nghiệp tự nguyện xảy ra do người lao động không muốn làm việc do điều kiện làm việc và mức lương chưa phù hợp với họ thất nghiệp không tự nguyện xảy ra khi người lao động mong muốn đi làm nhưng không thể tìm kiếm được việc làm hai nhỏ nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp trong thực tế có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp nguyên nhân chủ quan bị đuổi việc do vi phạm kỷ luật tự thôi việc do không hài lòng với công việc đang có do thiếu kỹ năng làm việc nguyên nhân khách quan do cơ sở sản xuất kinh doanh đóng cửa do sự mất cân đối giữa cung và cầu trên thị trường lao động ba nhỏ hậu quả của thất nghiệp thất nghiệp để lại những hậu quả nặng nề đối với mỗi cá nhân với nền kinh tế và mọi mặt của đời sống xã hội đối với người bị thất nghiệp thất nghiệp ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động khiến cho đời sống của họ gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến kiến thức chuyên môn nghề nghiệp đối với doanh nghiệp thất nghiệp tăng cao dẫn đến nhu cầu xã hội bị giảm sút hàng hóa và dịch vụ không có người tiêu dùng cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp giảm nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc đóng cửa đối với nền kinh tế thất nghiệp tăng gây lãng phí nguồn lực làm cho nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm ngân sách nhà nước suy giảm đối với chính trị xã hội thất nghiệp gia tăng làm cho hiện tượng tiêu cực trong xã hội phát sinh nhiều gây ra những xáo trộn trong xã hội trật tự xã hội không ổn định hiện tượng đình công bãi công biểu tình tăng lên bốn nhỏ vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp thường xuyên thông tin về tình hình thất nghiệp từ đó dự báo đồng thời đưa ra các giải pháp để kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp khi tỷ lệ thất nghiệp tăng cao nhà nước sử dụng nhiều giải pháp để kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp như hoàn thiện thể chế về thị trường lao động thực hiện đúng pháp luật về lao động khuyến khích các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh mở rộng hoạt động sản xuất chuyển đổi sản xuất để tạo thêm việc làm cho người lao động thực hiện chính sách an sinh xã hội chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho người lao động. Ngoài ra, nhà nước còn thường xuyên quan tâm đào tạo lao động trình độ cao, đa dạng hóa các loại hình trường lớp, hỗ trợ người lao động tự tạo việc làm. Phần bài tập trắc nghiệm. Câu 1. Tình trạng người lao động mong muốn có việc làm nhưng chưa tìm được việc làm là nội dung của khái niệm A. thất nghiệp, B. lạm phát, C. thu nhập D khủng hoảng. Câu 2. Thất nghiệp là tình trạng người lao động mong muốn có việc làm nhưng chưa tìm được. A. vị trí, B. việc làm, C. bạn đời, D. chỗ ở. Câu 3. Khi người lao động trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, muốn làm việc nhưng không thể tìm được việc làm ở mức lương thịnh hành, khi đó người lao động đó đang A. trưởng thành, B. phát triển, C. thất nghiệp, D. tự tin. Câu 4. Trong nền kinh tế, việc phân chia thất nghiệp thành thất nghiệp tự nguyện, thất nghiệp không tự nguyện là căn cứ vào A. tính chất của thất nghiệp, B. nguồn gốc của thất nghiệp, C. chu kỳ thất nghiệp, D. cơ cấu thất nghiệp. Câu 5. Trong nền kinh tế, căn cứ vào tính chất của thất nghiệp thì thất nghiệp được chia thành thất nghiệp tự nguyện và thất nghiệp A. tự giác, B. quyền lực, C. không tự nguyện, D. luôn bắt buộc. Câu 6. Việc phân chia các loại hình thất nghiệp thành thất nghiệp tạm thời, thất nghiệp cơ cấu, thất nghiệp chu kỳ là căn cứ vào A. tính chất của thất nghiệp, B. nguồn gốc thất nghiệp, C. chu kỳ thất nghiệp, D. nguyên nhân của thất nghiệp. Câu 7. Trong nền kinh tế, thất nghiệp tự nhiên là hình thức thất nghiệp trong đó bao gồm thất nghiệp tạm thời và thất nghiệp A. không tạm thời, B. cơ cấu, C. truyền thống, D. hiện đại. Câu 8. Loại hình thất nghiệp được phát sinh do sự dịch chuyển không ngừng của người lao động giữa các vùng, các loại công việc hoặc giữa các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống được gọi là A. Thất nghiệp cơ cấu B. Thất nghiệp tạm thời C. Thất nghiệp chu kỳ D. Thất nghiệp tự nguyện Câu 9. Loại hình thất nghiệp gắn liền với sự biến động cơ cấu kinh tế và sự thay đổi của công nghệ dẫn đến yêu cầu lao động có trình độ cao hơn Lao động không đáp ứng yêu cầu sẽ bị đào thải là hình thức A. thất nghiệp cơ cấu, B. thất nghiệp tạm thời, C. thất nghiệp tự nguyện, D. thất nghiệp chu kỳ. Câu 10. Loại hình thất nghiệp gắn với từng giai đoạn trong chu kỳ kinh tế được gọi là A. thất nghiệp tự nguyện, B. thất nghiệp cơ cấu, C. thất nghiệp tự nhiên, D. thất nghiệp chu kỳ. Câu 11. Với loại hình thất nghiệp chu kỳ khi nền kinh tế rơi vào suy thoái thì tỷ lệ thất nghiệp thường có xu hướng A cao, B thấp, C giữ nguyên, D cân bằng. Câu 12. Với loại hình thất nghiệp chu kỳ, khi nền kinh tế phát triển, các ngành sản xuất không ngừng mở rộng thì tỷ lệ thất nghiệp thường có xu hướng A cao, B thấp, C giữ nguyên, D cân bằng. Câu 13. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân chủ quan dẫn đến người lao động có nguy cơ lâm vào tình trạng thất nghiệp? A. Do cơ sở kinh doanh đóng cửa B. Mất cân đối cung cầu lao động C. Bị kỷ luật do vi phạm hợp đồng D. Nền kinh tế rơi vào khủng hoảng Câu 14. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân chủ quan dẫn đến người lao động có nguy cơ lâm vào tình trạng thất nghiệp? A. Cơ chế tinh giảm lao động B. Thiếu kỹ năng làm việc. C. Đơn hàng công ty sụt giảm. D. Do tái cấu trúc hoạt động. Câu 15. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân chủ quan dẫn đến người lao động có nguy cơ lâm vào tình trạng thất nghiệp? A. Do không hài lòng với công việc được giao. B. Thuộc đối tượng tinh giảm biên chế của công ty. C. Công ty bị phá sản, phải ngừng hoạt động. D. Nền kinh tế bị lạm phát và rơi vào khủng hoảng. Câu 16. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân khách quan khiến người lao động có nguy cơ lâm vào tình trạng thất nghiệp? A. Cơ chế tinh giảm lao động. B. Thiếu kỹ năng làm việc. C. Không hài lòng với công việc. D. Do vi phạm hợp đồng lao động. Câu 17. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân khách quan khiến người lao động có nguy cơ lâm vào tình trạng thất nghiệp? A. Do khả năng ngoại ngữ kém, B, do thiếu kỹ năng làm việc, C, do không đáp ứng yêu cầu, D, do công ty thu hẹp sản xuất. Câu 18. Nội dung nào dưới đây không phản ánh nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp của người lao động? A, do thiếu kỹ năng làm việc, B, do được bổ nhiệm vị trí mới, C, do tinh giảm biên chế lao động, D, do không hài lòng với mức lương. Câu 19. Đối với người lao động khi bị thất nghiệp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố nào dưới đây? A. thu nhập, B. địa vị, C. thăng tiến, D. tuổi thọ. Câu 20. Đối với người lao động khi bị thất nghiệp sẽ làm cho đời sống của người lao động A. có khả năng cải thiện, B. gặp nhiều khó khăn, C. được cải thiện đáng kể, D. ngày càng sung túc. Câu 21. Đối với các doanh nghiệp khi tình trạng thất nghiệp tăng cao sẽ làm cho nhiều doanh nghiệp phải A đóng cửa sản xuất, B mở rộng sản xuất, C thúc đẩy sản xuất, D đầu tư hiệu quả. Câu 22: Khi thất nghiệp trong xã hội tăng cao sẽ dẫn đến A nhu cầu tiêu dùng giảm, B nhu cầu tiêu dùng tăng, C lượng cầu càng tăng cao, D lượng cung càng tăng cao. Câu 23: Khi thất nghiệp trong xã hội tăng cao sẽ dẫn đến cơ hội kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế sẽ a tăng b giảm c cải thiện d củng cố. Câu 24, về mặt xã hội, khi thất nghiệp tăng cao sẽ gián tiếp dẫn đến phát sinh nhiều a công ty mới thành lập, b tệ nạn xã hội tiêu cực, c hiện tượng xã hội tốt, d nhiều người thu nhập cao. Câu 25, về mặt xã hội, khi thất nghiệp tăng cao sẽ lãng phí A. tài nguyên thiên nhiên, B. nguồn lực sản xuất, C. ngân sách nhà nước, D. tín dụng thương mại. Câu 26. Đối với nguồn thu ngân sách nhà nước, khi thất nghiệp tăng cao sẽ làm cho thu ngân sách nhà nước có xu hướng A. giảm, B. tăng, C. không đổi, D. ổn định. Câu 27. Đối với ngân sách nhà nước, khi thất nghiệp tăng cao sẽ làm cho chi ngân sách nhà nước có xu hướng A giảm, B tăng, C không đổi, D ổn định. Câu 28. Đối với vấn đề giải quyết việc làm, chính sách nào dưới đây sẽ góp phần hạn chế tình trạng thất nghiệp ở nước ta hiện nay? A. Mở rộng xuất khẩu lao động. B. Đẩy mạnh trợ cấp thất nghiệp. C. Tăng thuế đối với doanh nghiệp. D. Tăng thuế xuất khẩu hàng hóa. Câu 29. Việc mở rộng quy mô và chất lượng các trường dạy nghề là góp phần thực hiện tốt nội dung nào dưới đây trong việc kiềm chế tỷ lệ thất nghiệp? A. Mở rộng quy mô giáo dục B. Tăng hiệu quả sử dụng vốn C. Tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo D. Thúc đẩy sản xuất và dịch vụ Câu 30. Việc làm nào dưới đây sẽ góp phần giải quyết vấn đề thất nghiệp ở nước ta hiện nay? A. Phát triển sản xuất và dịch vụ B. Xóa bỏ định kiến về giới C. Chia đều lợi nhuận khu vực D hưởng chế độ phụ cấp khu vực. Câu 31. Một trong những giải pháp để giải quyết vấn đề thất nghiệp ở nước ta hiện nay đó là nhà nước cần có chính sách phù hợp để A chia đều lợi nhuận thường niên, B độc quyền phân loại hàng hóa, C làm trái thỏa ước lao động tập thể, D sử dụng hiệu quả các nguồn vốn. Câu 32. Một trong những giải pháp để giải quyết vấn đề thất nghiệp ở nước ta hiện nay đó là Nhà nước cần có chính sách phù hợp để A. đẩy mạnh xuất khẩu lao động, B. hạn chế xuất khẩu hàng hóa, C. giảm quy mô doanh nghiệp, D. chia đều các nguồn thu nhập. Câu 33. Một trong những giải pháp để giải quyết vấn đề thất nghiệp ở nước ta hiện nay đó là nhà nước cần có chính sách phù hợp để A. khuyến khích làm giàu hợp pháp, B. tăng cường thu thuế thất nghiệp, C. nhận viện trợ từ nước ngoài. D. giảm quy mô doanh nghiệp nhỏ. Câu 34. Một trong những giải pháp để giải quyết vấn đề thất nghiệp ở nước ta hiện nay đó là nhà nước cần có chính sách phù hợp để khuyến khích mọi người dân được A. tự do làm giàu hợp pháp, B. sang bằng lợi nhuận bình quân, C. đồng bộ nâng cấp hạ tầng cơ sở, D. cung cấp thông tin về pháp luật. Câu 35. Ở nước ta hiện nay Thực hiện tốt nội dung nào dưới đây sẽ góp phần trực tiếp giải quyết vấn đề thất nghiệp? A. Áp dụng mọi loại cạnh tranh. B. Mở rộng dịch vụ homestay. C. Chiến lược phân bổ lợi nhuận. D. Bảo trợ quyền tác giả. Câu 36. Ở nước ta hiện nay, thực hiện tốt nội dung nào dưới đây sẽ góp phần trực tiếp giải quyết vấn đề thất nghiệp? A. Vay vốn ưu đãi để sản xuất. B. Chăm sóc sức khỏe ban đầu. C. chăm sóc sức khỏe khi ốm, D. chiếm hữu tài nguyên. Câu 37. Ở nước ta hiện nay, thực hiện tốt nội dung nào dưới đây sẽ góp phần trực tiếp giải quyết vấn đề thất nghiệp? A. phát triển kinh tế du lịch cộng đồng, B. khuyến khích đẩy phát triển tài năng, C. sử dụng nguồn quỹ bảo trợ xã hội, D. tận dụng tối đa mọi nguồn nhân lực. Câu 38. Ở nước ta hiện nay thực hiện tốt biện pháp nào dưới đây sẽ góp phần trực tiếp giải quyết vấn đề thất nghiệp. A. Phát triển kinh tế gia đình B. Theo thỏa thuận lao động tập thể C. Việc sang bằng thu nhập cá nhân D. Việc chia đều của cải xã hội Câu 39. Giải pháp nào dưới đây không góp phần vào việc kiềm chế thất nghiệp ở nước ta hiện nay? A. Đẩy mạnh chính sách xuất khẩu lao động B. Đẩy mạnh việc thu thuế doanh nghiệp C sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay D khuyến khích làm giàu theo pháp luật. Câu 40, tình trạng tồn tại một bộ phận lực lượng lao động muốn làm việc nhưng chưa tìm được việc làm là nội dung của khái niệm nào dưới đây? A, lực lượng lao động, B, thiếu việc làm, C, có việc làm, D, thất nghiệp. Câu 41, căn cứ vào nguồn gốc thất nghiệp, có thể chia thất nghiệp thành thất nghiệp tạm thời, thất nghiệp cơ cấu và thất nghiệp A. chu kỳ, B. giới tính, C. lứa tuổi, D. theo vùng. Câu 42. Căn cứ vào nguồn gốc thất nghiệp, có thể chia thất nghiệp thành thất nghiệp chu kỳ, thất nghiệp cơ cấu và thất nghiệp A. tạm thời, B. giới tính, C. lứa tuổi, D. theo vùng. Câu 43. Căn cứ vào nguồn gốc thất nghiệp, có thể chia thất nghiệp thành thất nghiệp chu kỳ, thất nghiệp tạm thời và thất nghiệp A. giới tính, B. lứa tuổi C. theo vùng, D. cơ cấu. Câu 44. Theo đặc trưng của người thất nghiệp, có thể phân chia thất nghiệp thành các loại nào dưới đây? A. thất nghiệp theo giới tính, thất nghiệp theo lứa tuổi, thất nghiệp theo vùng. B. thất nghiệp tự nguyện, thất nghiệp không tự nguyện, thất nghiệp thời vụ. C. thất nghiệp tạm thời, thất nghiệp cơ cấu, thất nghiệp chu kỳ. D. thất nghiệp trá hình, thất nghiệp cơ cấu, thất nghiệp tự nguyện. Câu 45. Theo đặc trưng của người thất nghiệp, có thể phân chia thất nghiệp thành thất nghiệp theo vùng, thất nghiệp theo lứa tuổi và A. Giới tính, B. Trá hình, C. Cơ cấu, D. Tự nguyện. Câu 46. Theo đặc trưng của người thất nghiệp, có thể phân chia thất nghiệp thành thất nghiệp theo giới tính, thất nghiệp theo lứa tuổi và A. Cơ cấu, B. Theo vùng, C. Tự nguyện, D. Thời vụ. Câu 47. Theo tính chất của người thất nghiệp, có thể phân chia thất nghiệp thành thất nghiệp tự nguyện, thất nghiệp không tự nguyện, thất nghiệp A thời vụ, B giới tính, C lứa tuổi, D cơ cấu. Câu 48. Theo tính chất của người thất nghiệp, có thể phân chia thất nghiệp thành thất nghiệp không tự nguyện, thất nghiệp thời vụ và thất nghiệp A tự nguyện, B lứa tuổi, C cơ cấu, D chu kỳ. Câu 49. Theo tính chất của người thất nghiệp, có thể phân chia thất nghiệp thành thất nghiệp tự nguyện, thất nghiệp thời vụ và thất nghiệp A không tự nguyện, B chu kỳ, C lứa tuổi, D tạm thời. Câu 50. Tình trạng thất nghiệp xuất hiện khi người lao động thay đổi công việc hoặc chỗ ở, chưa xin được việc làm mới gọi là A thất nghiệp tạm thời, B thất nghiệp cơ cấu, C thất nghiệp chu kỳ, D thất nghiệp thời vụ. Câu 51. Tình trạng thất nghiệp xuất hiện do có sự mất cân đối giữa cung và cầu lao động, sự dịch chuyển cơ cấu giữa các ngành trong nền kinh tế hoặc sự thay đổi phương thức sản xuất trong một ngành được gọi là A. thất nghiệp thời vụ, B. thất nghiệp cơ cấu, C. thất nghiệp chu kỳ, D. thất nghiệp tự nguyện. Câu 52. Tình trạng thất nghiệp xuất hiện do tính chu kỳ của nền kinh tế bị suy thoái hoặc khủng hoảng dẫn đến mức cầu chung về lao động giảm được gọi là A. Thất nghiệp tự nguyện B. Thất nghiệp trá hình C. Thất nghiệp chu kỳ D. Thất nghiệp cơ cấu Câu 53 Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói về hậu quả của thất nghiệp? A. Thất nghiệp làm cho đời sống của người lao động và gia đình gặp khó khăn B. Thất nghiệp là nguyên nhân cơ bản làm xuất hiện các tệ nạn xã hội C. Thất nghiệp cao làm cho sản lượng của nền kinh tế ở trên mức tiềm năng. D, thất nghiệp gây lãng phí lao động xã hội làm giảm sản lượng của nền kinh tế. Câu 54. Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp? A. Nhà nước ban hành các chính sách để thu hút đầu tư. B. Nhà nước phát triển hệ thống dạy nghề, dịch vụ việc làm. C. Nhà nước xây dựng hệ thống bảo hiểm thất nghiệp, xuất khẩu lao động. D. Nhà nước điều tiết để duy trì một tỷ lệ thất nghiệp cao trong nền kinh tế. Câu 55. Việc người lao động đang trong quá trình chuyển việc nên chưa có việc làm được gọi là A. thất nghiệp tạm thời, B. thất nghiệp chu kỳ, C. thất nghiệp cơ cấu, D. thất nghiệp tự nhiên. Câu 56. Việc một số lao động mất việc khi nền kinh tế rơi vào thời kỳ khủng hoảng trì trệ được gọi là A. thất nghiệp tạm thời, B. thất nghiệp chu kỳ, C. thất nghiệp cơ cấu, D. thất nghiệp tự nhiên. Câu 57. Ngành X thu hẹp sản xuất dẫn đến nhiều lao động bị mất việc, trong trường hợp này gọi là A. thất nghiệp tạm thời, B. thất nghiệp chu kỳ, C. thất nghiệp cơ cấu, D. thất nghiệp tự nhiên. Câu 58. Ngành H thay đổi phương thức sản xuất nên một số lao động bị mất việc trong trường hợp này gọi là A. Thất nghiệp tạm thời B. Thất nghiệp chu kỳ C. Thất nghiệp tự nhiên D. Thất nghiệp cơ cấu Câu 59 Trên địa bàn huyện X, gia đình anh Hải và vợ là chị Dung Do kinh tế khó khăn, anh Hải quyết định đưa cả gia đình về quê sinh sống Sau khi tìm hiểu một số công ty, anh Hải quyết định nộp hồ sơ xin việc vào một số công ty trên địa bàn. Chị Dung vốn là giáo viên mầm non, sau khi chuyển về quê, chị xin vào làm tạp vụ tại một cơ sở sản xuất kinh doanh với mức lương thấp nên chị chưa muốn đi làm. Bố anh là ông Khoa, năm nay 55 tuổi, đã làm cho một công ty sản xuất ô tô gần 30 năm. Vì có trình độ tay nghề cao nên khi doanh nghiệp tái cơ cấu, ông Khoa tiếp tục làm việc Đến khi về hưu, em trai anh Hải là anh Yên là kỹ sư công nghệ thông tin cho một công ty có vốn nước ngoài. Những ai dưới đây đang ở trong tình trạng thất nghiệp. A. Anh Hải và chị Dung. B. Anh Hải và ông Khoa. C. Anh Yên và anh Hải. D. Chị Dung và ông Khoa. Câu 60. Do tác động của khủng hoảng kinh tế, công ty Z lên kế hoạch tinh giảm và tinh giảm một số bộ phận chị hoa sau khi viết đơn xin nghỉ việc và được nhận trợ cấp chị đã dùng số tiền đó để mở một cửa hàng tạp hóa công việc dần đi vào ổn định chị mai sau khi nghỉ việc đã nộp đơn lên cơ quan chức năng và được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định anh linh vốn là thợ có tay nghề cao sau khi nghỉ việc đã nộp đơn vào công ty p trong lúc chờ ký hợp đồng anh tranh thủ đi du lịch cùng gia đình kết hợp tìm kiếm cơ hội kinh doanh Chị Quyên sau khi nghỉ việc tại công ty X đã được công ty T nhận vào làm việc và trải qua thời gian tập sự 3 tháng trước khi ký hợp đồng chính thức. Những ai dưới đây đang ở trong tình trạng thất nghiệp? A. chị Hoa và chị Mai. B. anh Linh và chị Quyên. C. chị Mai và anh Linh. D. chị Quyên và chị Hoa. Câu 61. Chị Yến và nhóm bạn của mình đang thất nghiệp chị Yến đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp nhưng làm nhân viên hành chính cho một cơ sở giáo dục sau một thời gian làm việc chị quyết định thôi việc để đi tìm công việc mới phù hợp với sở thích và khả năng của mình anh Sơn bị doanh nghiệp cho thôi việc do vi phạm kỷ luật lao động nhiều lần anh Tâm bị mất việc làm do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất kinh doanh đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp trong các trường hợp trên a à, do không hài lòng với công việc b do vi phạm kỷ luật lao động c do cơ sở kinh doanh đóng cửa d do mất cân đối cung cầu lao động câu 62 theo thống kê của sở y tế tỉnh n số sinh viên theo học các ngành dược điều dưỡng ở các hệ cao đẳng trung cấp tốt nghiệp hàng năm rất lớn tuy nhiên mỗi năm tỉnh chỉ bố trí được chỗ làm với số lượng có hạn cho đối tượng này nên nhiều sinh viên ra trường bị thất nghiệp. Trong khi đó, tỉnh rất cần các bác sĩ có chuyên môn cao nhưng lại khó tuyển dụng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thất nghiệp trong trường hợp trên là do yếu tố nào dưới đây? A. do không hài lòng với công việc. B. do vi phạm kỷ luật lao động. C. do cơ sở kinh doanh đóng cửa. D. do mất cân đối cung cầu. Câu 63. Doanh nghiệp A tạm ngừng sản xuất do thiếu đơn hàng chị phương phải nghỉ việc và không tìm được việc làm khác trong tình hình kinh tế thành phố đang đình trệ chị mong chờ doanh nghiệp a hồi phục sản xuất tuyển dụng lại lao động tạm nghỉ việc để chị lại có được việc làm như trước trong trường hợp này loại hình thất nghiệp của chị phương là loại hình thất nghiệp nào dưới đây a thất nghiệp tự nguyện b thất nghiệp tạm thời c thất nghiệp mùa vụ d thất nghiệp cơ cấu Câu 64. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, nhiều ngành nghề mới ra đời, các ngành nghề cũ thiếu đơn hàng, bị mai một dần. Điều này khiến cho một bộ phận người lao động rơi vào tình cảnh thất nghiệp. Nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp trong trường hợp này là do A. do không hài lòng với công việc, B. do vi phạm kỷ luật lao động, C. do sự vận động của nền kinh tế, D. do mất cân đối cung cầu. Câu 65. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Dũng làm hồ sơ dự tuyển vào một công ty, anh không được nhận vào làm việc do không đáp ứng được nhiều yêu cầu của công ty. Còn chị Hoa, sau khi ra trường đã nộp hồ sơ năng lực để dự tuyển vào công ty X và được nhận vào thử việc 3 tháng. Sau 3 tháng, do hạn chế về năng lực, chị Hoa không được công ty ký hợp đồng chính thức nên đã chủ động đi tìm công việc mới. Nguyên nhân dẫn đến việc anh Dũng và chị Hoa thất nghiệp là do yếu tố nào dưới đây? A. Do không hài lòng với công việc B. Do sự vận động của nền kinh tế C. Do vi phạm kỷ luật lao động D. Do năng lực còn hạn chế Câu 66 Thời gian gần đây do giá xăng dầu thế giới tăng, chi phí vận tải đường biển tăng, nguồn cung nhập khẩu bị đứt gãy, hàng loạt doanh nghiệp, xí nghiệp phải tạm ngưng sản xuất hàng vạn lao động phải nghỉ việc hoặc ngưng việc thu nhập giảm xuống điều này làm giảm tiêu dùng thu hẹp sản xuất trong nền kinh tế và càng khiến cho các doanh nghiệp lao đao thua lỗ số xí nghiệp tạm ngưng sản xuất hoặc giải thể ngày càng tăng lên yếu tố nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp gia tăng a do sự vận động của nền kinh tế b do năng lực của người lao động c do sự mất cân đối cung cầu d do người lao động thiếu kỹ năng. Câu 67. Công ty B do chậm ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nên sản phẩm làm ra không có sức cạnh tranh, hàng hóa không bán được, dẫn đến hoạt động sản xuất bị đình trệ. Điều này khiến hàng ngàn người lao động trong công ty bị mất việc, đời sống khó khăn, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần, mất phương hướng trong tìm kiếm sinh kế nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp của người lao động trong trường hợp này là do yếu tố nào dưới đây a do năng lực của người lao động b do sự mất cân đối cung cầu c do người lao động thiếu kỹ năng d do cơ sở sản xuất đóng cửa